Brake lên full 135 tại tiệm sửa xe khách. Máy đang rô đai như nè. Em rô nè ha. Đây. Còn 3 click 110 nha em. Lên full 135 tại tiệm sửa xe khách. Máy đang rô đai. Quạt gió cho mát nha em. Anh em nào chạy click AB các loại xe tay ga muốn nâng cấp máy lên full 110, 125, 135, 150, 175, 200, 150 cứ qua tiệm xe khách ha. Có nhận làm nồi làm máy nâng cấp máy cho anh em, nhận sơn xe dòng khiển luôn nha anh em. Máy em ru mạnh mẽ nha anh em ha. Anh em ở xa muốn làm thì gửi xe cho Khánh ha, hoặc là mua phụ tùng liên hệ số điện thoại Khánh 038 9910 535. Chiều này là giao cái xe này nha em, chiều này là xong ha. Đây, chào tất cả anh em. Click 110, full 135. Mạnh bật, mạnh bốc, bền chứ làm sao. Đua phượt xa ngon.